Thì hiện tại trên tay mình đang cầm 3 chiếc máy iPhone 12, iPhone 11 và iPhone XS Max. Tại thời điểm bây giờ thì giá thành của những cái máy này gần như là bằng nhau. Nó chênh nhau đâu đó có khoảng tầm 1 200 000 cùng nắm đến 300 000 thôi nhá. Nhưng cùng trong một cái tầm giá này, nếu bạn chọn một chiếc iPhone 12 thì bạn sẽ chọn được một chiếc 64 GB. Nhưng nếu bạn chọn iPhone 11 thì bạn sẽ chọn được một chiếc 128 GB. Đây, một chiếc 128 g Nhưng nếu chọn XS Max thì chọn được một chiếc 256 g nhá Có nghĩa là cái dung lượng nó sẽ khác nhau. Chứ nếu mà dung lượng nó bằng nhau đấy, thì hiển nhiên người ta chọn hết iPhone 12 chứ chẳng ai chọn iPhone 11 hay là iPhone XS Max nữa cả. Nhưng mà cũng phải nói đấy là mỗi cái máy nó lại có một cái ưu nhược điểm khác nhau. Ví dụ như XS Max, màn của nó lại 6,7 nhưng mà lại màn OLED cơ màn OLED trong khi cái thằng 11 màn có 6,1 inch lại màn LCD mà màn hình LCD thì làm gì có tuổi so với màn hình OLED thằng 12 may mắn là nó lại sử dụng màn OLED nhưng nó cũng chỉ có 6,1 inch và tiếp theo nữa vỏ của thằng iPhone XS Max nó là thép trong khi hai thằng kia chỉ là nhôm thôi thép luôn luôn cao cấp hơn nhôm giá thành nó rẻ hơn thép mà điều đấy là điều hiển nhiên thế này là cái thằng iPhone XS Max ấy nó hơn là hơn ở màn hình này hơn tiếp theo nữa là hơn ở bộ vỏ này bộ vỏ là bộ vỏ cao cấp nha trong khi hai thằng kia là bộ vỏ bình dân nhá nhưng còn những cái điểm khác thì thua xa Ví dụ như chip của thằng iPhone XS Max là chip A12 Thằng iPhone 11 là chip A13 Thằng iPhone 12 nó là chip A14 cơ Thấy bảo đấy là chip 34 cái hiệu năng sử dụng nó lại còn tốt hơn là chip 33 đến khoảng tầm 40%, cái đấy thì mình cũng rõ nắm cái này các bạn có thể lên mạng các bạn kiểm chứng. Rồi là camera thì camera của cái thằng iPhone ấy, nó mắc cam trước nó có 7M, cam sau 12M nhưng cái thằng 11 ấy, cam trước nó 12M, cam sau nó 12M nó lại còn có cả chụp góc rộng. Thằng 12 nó cũng 12M trước, 12M sau nhưng mà đấy này còn tăng cái khả năng chụp ảnh thiếu sáng các thứ lên đấy là khoảng tầm 27% so với lại cái thằng iPhone 11. Đó thì ở đây các bạn phải thấy là thằng iPhone XS Max ấy, nó hơn hai thằng còn lại nên là vỏ thép, màn to, dung lượng lớn nhất, còn thằng iPhone 11 dung lượng thì trung bình, 128 GB nhưng vỏ nhôm, màn lại là màn LCD. Màn là màn LCD nhưng được cái đấy cái màn LCD nó chỉ bị phản quang chứ nó ít khi bị lưu ảnh. Mà phản quang thì chỉ cần thay phản quang cái nó hết, sửa chữa nó rẻ. Nhưng về độ hiển thị thì không thể nào so sánh được với màn OLED, thua xa. Điều đấy là điều hiển nhiên, nhưng được cái là nó nồi đồng cối đá. Đấy là cái ưu điểm của thằng iPhone 11. Còn cái thằng iPhone 12 này đấy mà nó chỉ nhỏ hơn màn iPhone XS Max có một tí. Tiếp theo nữa đấy là cái dung lượng nó là thấp nhất. Đấy là hai cái điểm hạn chế, còn lại tất cả mọi thứ nó là hơn. Viền nó là viền vuông bây giờ bảo đấy là viền vuông cầm nó mới hợp, thời thượng cầm nó mới thích. Ngày trước từ cái thời iPhone 5 lên iPhone 6 bảo nó là viền bo tròn cầm nó đỡ cân tay. Nói chung đấy là cứ Apple nó ra cái kiểu nào thì mọi người khen cái kiểu đấy. Tại thời điểm bây giờ hot là cầm viền vuông, nhưng mà mỗi người thích cầm một kiểu, người thích cầm tròn, người thích cầm vuông, người thích vuông, người thích tròn. Ông nào thích vuông thì cầm 12 Còn ông nào thích tròn thì cầm 11 mới là XS Còn bản thân cá nhân tôi nếu tôi là người dùng được lựa chọn Thì tôi sẽ chọn iPhone 12 Tại vì sao? Tại vì iPhone 12 nó ra đời sau Mà nguyên tắc trẻ thì đi cùng mới khỏe Chứ chẳng hoa ai nói già đi cùng mới khỏe cả Thế nên là theo cái bản năng đàn ông của tôi là tôi sẽ chọn những cái trẻ khỏe đẹp Đấy nó là bản năng thôi Thế nên là 12 luôn là sự lựa chọn an toàn nhất đối với tôi Bởi vì đấy là tôi cũng chẳng cần dung lượng nó quá lớn nếu mà để bình thường như này sử dụng đấy, tôi không cần dung lượng lớn. Chẳng qua bây giờ quay video với rất nhiều thì cần dung lượng lớn thôi nhưng tôi không cần dung lượng lớn. Cái thứ hai đấy, tôi thích nhỏ gọn. Cho nên là cái thằng iPhone 12 là phù hợp nha. Còn nếu mà có điều kiện kinh tế nữa thì tôi chọn những con máy sạc ít pin 100 kiểu như này này. Đó, đắt hơn con 500. Nhưng tôi lại thích những con máy kiểu như này. Cứ nhìn đít nó trắng muốt như này là thích. Nó cũng là bản năng thôi. Bản năng đàn ông thì cứ nhìn đấy là nó sạc ít như này là thích thôi. Chứ còn mấy con máy kia đấy là chân sạc nó đen xì Nhìn nó kinh lắm. Thế nên là nếu là tôi đấy, tôi chọn 12 và có điều kiện thì chọn sạc ít. Thế nhá.